Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem là cảnh là thu hoạch là cải thìa nha các bạn. Thì cũng trồng được tháng được rồi các bạn. Thì nay là tới ngày thu hoạch nha các bạn. Thì giá hiện tại thì ở quê mình ở Gò Công các bạn thì có giá cũng được là 14.000 ký nha các bạn ha. Đó, thì ở đây có mấy cái bao đỏ các bạn để che lên mấy cái sọt các bạn là để nắng các bạn. Bên mình là đang nắng dữ lắm các bạn. Đây bạn, đây là cái đám cải thìa đã được thu hoạch ha các bạn ha. Đằng xa kia là cải ngồng nha các bạn. Đó, thì để quay cho các bạn xem nè. Thì bà con ở Việt Nam mình nó thu hoạch cải thìa nó như thế nào nha các bạn ha. Thì ở đây mướn công làm hết các bạn. Thì một tiếng như vậy là 12.000 nha các bạn ha. Là mấy cô này là cắt. Còn mấy anh đàn ông nè thì sẽ là bỏ cải vô sọt nha các bạn. Và chở nó ra ngoài thương lái nha các bạn ha. Đó, quay cho các bạn xem. Đó, thì mình hôm nay mình cũng sẽ quay nhanh cho các bạn xem á. Thì ở Việt Nam mình nó thu hoạch cải thìa như thế nào. Thì trồng cải thìa này các bạn là 30 ngày là mình đã thu hoạch rồi các bạn, là đúng chuẩn tháng luôn á. Thì khi trồng xong á thì mình sẽ xới đất và mình phơi đất lại khoảng 2 ngày, sau đó là mình sẽ bón cái phân lân các bạn để cho hạ cái độ pH lại. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình ươm hạt rồi và mình trộn với phân á, rồi mình rải cho nó đều lên. Xong là mình lấy rơm các bạn, rồi mình phủ lên là mình trồng tiếp các bạn. Đó, đây là một giỏ cải các bạn ha. Để quay cho các bạn xem nào. Anh này anh đang siết cho dây cho chặt lại mấy cái sọt cải thìa các bạn. Thì giá lúc này thì cũng ổn định lắm các bạn, là 14.000 một ký luôn các bạn ha. Thì giá này thì gọi là cũng được gọi là trúng giá các bạn, là do hôm bữa bữa rải các bạn là trời mưa bão các bạn, thì giá bên cái rau màu này các bạn thì nó tăng. Còn hôm trước là chỉ có là 6-7.000 thôi các bạn, thì cũng lời nhưng mà lợi ít các bạn. Đó, đây là cuộn rơm các bạn. Rơm này là rơm để sau khi là mình gieo trồng các bạn, là mình để mình phủ nó lên một lớp á các bạn. Thì giá rơm hiện tại thì giờ thì mình cũng xin được chia sẻ các bạn luôn ha, là 32.000 một lọn nha các bạn ha. Mà lọn bây giờ là nó cũng không có được cứng như như trước nữa đó. Nói chung là rơm bây giờ thì cũng khá là mắc các bạn. Giờ bây giờ trồng đồ ha, bất cứ cái gì hay nuôi bò vậy các bạn thì cũng phải cần có rơm. Mà rơm lúc rải là mưa bão nhiều quá thì ra nó lúa nó sập các bạn, cũng không có rơm nhiều nữa các bạn. Nên giá rơm nó hơi hơi cao tí. Bây giờ thì mình sẽ đi quay mấy cái đám cải cho các bạn xem ha. Đây các bạn, đây là đám cải nè các bạn, thì cũng lên clip rõ ràng hết các bạn ha. Cái này nó đang tới nha các bạn. Cải này là cải ngồng nha nha các bạn ha. Thì cũng gần tới là ngày thu hoạch rồi. Sẵn đi quay cho các bạn xem thôi chứ mình cũng không có chia sẻ về cái cải ngồng gì nữa. Mà chủ yếu là quay ngắn cho các bạn xem ha. Đó. Đó, ông anh mình ông ra ổng tắt cái bồn tưới nước các bạn. Quay À. phim luôn, quay phim Thôi trước thì luôn video á. mình quay tới đây thôi nha các bạn nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Lại quay chơi.